Xe của Bộ Công an xuất hiện trước nhà bí thư huyện đảo Phú Quý. Lúc 8 giờ 30 ngày 4 tháng 7, xe chuyên dụng của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xuất hiện trước nhà bí thư huyện đảo Phú Quý ở thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Theo quan sát của phóng viên Thanh Niên, lúc 8 giờ 30 phút ngày 4 tháng 7, hai chiếc xe chuyên dụng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 xuất hiện trước nhà ông Nguyễn Ngọc, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, P. Phú Thủy, thành phố Phan Thiết. Khoảng 40 phút sau, hai chiếc xe của Bộ Công an rời đi. Xe chuyên dụng của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an trước khu nhà ông Nguyễn Ngọc, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, xe của Bộ Công an xuất hiện trước cờ nhà bí thư huyện đảo Phú Quý khoảng 9 giờ cùng ngày. Một chiếc xe biển xanh khác có gắn còi hụ của cảnh sát xuất hiện trước ngôi nhà của ông Lê Quang Vinh, bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Phú Quý, tại P. Xuân An, thành phố Phan Thiết. Xe của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xuất hiện trước nhà ông Lê Quang Vinh, bí thư, chủ tịch huyện đảo Phú Quý. Xe của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xuất hiện trước nhà ông Lê Quang Vinh, bí thư, chủ tịch huyện đảo Phú Quý, mở rộng điều tra vụ án tại khu đô thị du lịch biển Phan Thiết. Liên quan vụ án xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, P. Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, ngày 1 tháng 3 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tiếp đó, ngày 26 tháng 4 năm 2024, Bộ Công an cho biết đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can, trong đó có cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương. Các thuộc cấp của ông Lê Tiến Phương cùng bị bắt trong vụ án này gồm Xà Dương Thắng, cựu giám đốc Sở Xây dựng, cựu bí thư huyện ủy Bắc Bình, Đỗ Ngọc Điệp, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết, Hồ Như Hải, cựu phó giám đốc công ty Chính Phú Thông tin và Thẩm định giá miền Nam chi nhánh Bình Thuận, Lê Anh Huy, nguyên trưởng phòng hành chính tổng hợp thuộc Chi cục Quản lý Đất đai Bình Thuận, Nguyễn Văn Phong, cựu phó giám đốc Sở Tài chính, thường trực Hội đồng Thẩm định giá đất, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, Hồ Lâm, cựu giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Bình Thuận, Lê Nguyễn Thanh Danh, cựu phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Bình Thuận, Nguyễn Thanh Cho, cựu chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đất đai Bình Thuận, Lê Nam Hưng, cựu phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đất đai Bình Thuận, Phạm Duy Cường, cựu phó trưởng phòng phụ trách phòng kinh tế đất, Chi cục Quản lý Đất đai Bình Thuận, và Nguyễn Xuân Phong, cựu phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Thuận. Một góc khu đô thị du lịch biển Phan Thiết. Tiếp đó, ngày 2 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đề nghị rà soát, cung cấp thông tin và tạm dừng giao dịch tài sản của các bị can vừa bị khởi tố nêu trên. Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc khi còn đương chức phụ trách về giá và hội đồng thẩm định giá đất. Còn ông Lê Quang Vinh, bí thư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Phú Quý thời điểm vụ án xảy ra giữ chức vụ phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Hiện vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết đang được C01 Bộ Công an thụ lý điều tra.